Ngủ dậy, đứa con bàng hoàng phát hiện bố mẹ ra đi mãi mãi bằng cảnh tượng không ngờ. Ngủ dậy, đứa trẻ 13 tuổi chết lặng trước cảnh tượng tử vong của bố mẹ ruột. Tiền Phong đưa tin, ngày 9 tháng 6, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an Tây Ninh cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ anh THT, sinh năm 1990, và chị NTTC, sinh năm 1987, vợ anh T tử vong tại căn nhà riêng thuộc xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 6, cháu TTB, sinh năm 2010, là con ruột của vợ chồng anh T thức dậy đi ra phía sau nhà thì phát hiện anh T tử vong trong tư thế treo cổ. Em vào nhà gọi mẹ thì phát hiện chị C nằm chết trên giường. Hoảng loạn, cháu B cầu cứu người dân xung quanh đến giúp đỡ. Nhận được tin báo, công an thị xã Trảng Bàng đã phối hợp cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh và các phòng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường điều tra, giải quyết vụ việc. Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục điều tra, thi thể của hai vợ chồng anh T được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng. Theo báo công an nhân dân, vợ chồng anh T, chị C kết hôn vào năm 2009. Đến tháng 8 năm 2022 thì ly hôn. Tháng 5 năm 2023, vợ chồng anh T quay lại chung sống căn nhà trên. Ngày 7 tháng 6, vợ chồng anh T vẫn sinh hoạt bình thường tại nhà, không có dấu hiệu tranh chấp cãi nhau. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.